Sacos, hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Em muốn khi mọi người nhớ tới em á, là em là Kim Hoàng, là diễn viên Kim Hoàng. Em hy vọng mọi người cho em cơ hội và cũng như là tin ở em. Ngay cả một cái bông hoa mình muốn được tặng, nó cũng là một cái bông hoa mà nó không cần phải chăm sóc nhiều, nó vẫn có thể trường tồn. Chắc nghĩa là anh nghĩ là tình yêu của tụi em nó sẽ còn mãi. Lần sinh nhật thứ tư thì không còn cơ hội. Em đón một mình. Cái thời điểm đó là em giống như em bị ăn mày quá khứ. Em lên với ảnh, em không có đủ nhìn thấy ảnh, mà em nghĩ là ảnh nhìn thấy em. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vali Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Chương trình được bảo trợ thông tin bởi trang thông tin điện tử saobiz.vn. Quý vị và khán giả thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày thì chúng ta đều phải đối diện với rất nhiều áp lực. Và chúng ta ở đây có nghĩa là mọi người, mọi lứa tuổi. Không gian của Vali Cảm Xúc sẽ là nơi mà chúng tôi đón nhận mọi câu chuyện, mọi tâm tình một cách công tâm, không định kiến, không phán xét. Chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một không gian mà ở đó mọi người đều có thể dễ dàng bày tỏ câu chuyện của mình, để rồi sau một cuộc trò chuyện, chúng ta có thể tìm thấy được một lối đi, chúng ta có thể tìm thấy được một góc nhìn mới, chúng ta cũng có thể tìm thấy một cái sự cảm thông mà vốn dĩ những cái áp lực từ trước đến giờ mình đang mang vác, nó đã làm trì kéo cái bước chân của mình. Và chính vì lý do đó mà chúng tôi hy vọng rằng mỗi một tuần trôi qua, từng khách mời tìm đến với không gian của Vali Cảm Xúc sẽ cảm thấy được hạnh phúc hơn. Và đặc biệt, trong cái sự quan sát của khán giả khi lắng nghe câu chuyện của từng người, sẽ thấy được rằng biết đâu nỗi niềm của mình cũng đang được lặp lại ở đây. Khi mình theo dõi thì mình cũng được nhẹ nhàng đi phần nào. Và khi chương trình kết thúc thì dù là người xem, là người nghe hay là người kể chuyện, tất cả chúng ta đều có được một cái đáp án nhất định để thấy rằng ngày mai, khi một ngày mới bắt đầu thì chúng ta cũng bắt đầu một hành trình mới dễ thương hơn ngày hôm qua và nhìn cuộc đời này đáng yêu hơn ngày hôm qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật của tuần này. Một nhân vật mà ngay cả người dẫn chương trình, một cái người được tin tưởng đặt để ở đây để có thể lắng nghe câu chuyện của nhân vật là tôi, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, cũng chưa biết rằng họ sẽ là ai. Thế thì mời quý vị khán giả sẽ cùng chào đón nhân vật của chúng ta. Oh, wow. Trời ơi, như nữ tổng tài, nữ chủ tịch. Chào chị. Chào em. Mời em ngồi. Thú thật thì tôi đang gặp lại người quen. Rồi bây giờ xin mời em sẽ có vài lời chào hỏi đến quý vị khán giả đang theo dõi Vali Cảm Xúc nè. Dạ, em xin chào khán giả đang xem chương trình Vali Cảm Xúc. Em xin tự giới thiệu, em tên là Kim Hoàng và hiện tại là diễn viên. Một cô gái xinh xắn, dễ thương. Chị em mình cũng đã có duyên để gặp nhau rồi. Bây giờ mình giới thiệu sương sương về cái hành trang của mình mang đến đây đi nè. Có cái gối nữa. Êm nha em. Rất êm chị. Oh. Nó bảo vệ giấc ngủ của em đó chị ơi. Cái gối này thì chỉ đơn giản là nó hỗ trợ giấc ngủ của em thôi. Ừ. Dạ. Vậy thì bây giờ quay xuống cái vali đi. Cái vali rất là xinh xắn, một cái màu rất là năng động luôn. Trong đây đã là những cái hành trang được xếp gọn rồi, hay trong đây là những cái hành trang mà thực sự thì nó vẫn đang rất là bừa bộn và em cần một cái sự hỗ trợ để có thể xếp gọn lại hơn? Cái vali này nó hiện tại thì nó không chứa quần áo trang phục em đi quay, nhưng mà nó chứa một cái món quà kỷ niệm của em. Và em nghĩ là em cũng nên thử show cho khán giả thấy. Đó sẽ là bí mật. Một món quà. Dạ. Và em nghĩ ngày hôm nay em đựng nó bằng cái này, giống như là cái nỗi niềm của em trong cái vali nó to, để em có thể trải lòng với chị cũng như mọi người. Chị nghĩ là khán giả sẽ đang rất là cần xem nó là cái gì, cho nên chị sẽ không làm tốn thời gian của mọi người nữa. Vậy thì bây giờ mình sẽ bày nó lên đây thôi. Oh wow. Một cái hộp nhỏ thôi. Đúng vậy. Và nó nằm
lọt thỏm trong một cái vali to. Và nó chỉ có một cảm xúc duy nhất, nó không phải là cảm xúc. Em đang mang lên đây một đoạn đời của em á. Chị muốn em tự nói về cái món mà em mang đến chương trình. Đây là một cái hộp quà, nó có tên là ký ức. Nó là một món quà em rất là thích và nó là duy nhất với em. Nó có hai chữ là ký ức thì em sẽ xếp nó vào vali để em bắt đầu hiện tại và tương lai. Em không muốn sống mãi trong ký ức nữa. Và em muốn khi mọi người nhớ tới em á, là em là Kim Hoàng, là diễn viên Kim Hoàng, chứ không phải là em của quá khứ nữa. Cho nên em hy vọng mọi người cho em cơ hội và cũng như là tin ở em. Em sẽ làm tốt những việc trong tương lai. Và bên trong nó chứa một cái món quà, nó không có mang giá trị về vật chất. Nó chỉ đơn giản là một bông hồng xanh thôi. Em giữ món quà này bao nhiêu lâu rồi? 6 năm. 6 năm một cái món quà thủy tinh, một cái bông hồng xanh bằng vải. Không, nó không phải bằng vải mà nó là một bông hồng tươi được sấy lạnh. Đây là lần thứ 3 em mới lấy nó ra. Lần đầu tiên thì là cái đêm sinh nhật, lần thứ 2 là cái lần em chuyển nhà, lần thứ 3 là lần này. Em để nó vào một góc, nhưng mà lâu lâu thì kiểu như em vẫn nhìn nó. Em những năm qua, những lần sinh nhật của em thì em vẫn nhìn nó, nhưng mà em không có đụng vào nó. Ngày hôm nay em lấy nó ra thì bông hoa nó vẫn đẹp như vậy. Bởi vì nó sẽ không có tàn mà. Vốn định mệnh của nó thì không có tàn rồi. Câu chuyện mà nó có được một cái bông hồng xanh như thế này là cái người mà trong lòng của em á, em gặp ảnh vào tháng 6. Tháng 7 là sinh nhật của em. Thì cái câu mà ảnh hỏi em á là em thích cái gì? Thời điểm đó em nói là em thích bông hồng xanh. Ảnh nói, ủa chứ không thích cái gì nữa hả? Nó không, đơn giản bây giờ em chỉ thích bông hồng xanh thôi. Ông mới giấu em để mà ổng lên mạng ổng đặt cái này. Ngày 31 tháng 7 là em phải đi quay. Tối của 30 là chuẩn bị qua cái ngày 31 á, là ổng đem cái này tới ổng tặng cho em. Thì lúc em mở ra lúc mà em cầm cái hộp này, nó có gì mà to dữ vậy? Cái ông ấy nói là cứ mở ra đi, cứ mở ra. Thì lúc em mở ra em bị bất ngờ là nó là một bông hồng xanh. Cái lúc mà ổng hỏi em là tại sao em lại thích bông hồng xanh, em nói là em không biết tại sao nhưng mà em cũng thích hoa hồng. Nhưng mà giữa bông hồng đỏ và bông hồng xanh thì em thấy bông hồng xanh nó mạnh mẽ hơn. Cái này là một món quà lần đầu tiên anh tặng cho em, mà em cũng nói là từ nay về sau sinh nhật không có được tặng em cái gì nữa. Là cũng như nói là một món quà đầu tiên cũng như lần cuối cùng của sinh nhật. Tới cái năm thứ 2 mà em quen ảnh á, cũng một cái đêm sinh nhật đó, anh nói thích cái gì đi anh chở đi mua. Nó không, rảnh quá dư tiền quá ha, chở tôi ăn được rồi. Thì hai đứa đèo nhau trên một cái chiếc xe tới một cái quán hủ tiếu tên là Mén. Xong rồi ngồi ăn. Ngày thường thì em không ăn một cái phần đùi gốc tư, mà ngày hôm đó thì em nói ok bữa nay sinh nhật tôi ăn một phần đùi gốc tư luôn đó. Xong kìa ông nhìn em mà kiểu như ông ôm em, ông nói chứ anh cảm ơn em. Có những lúc mình buồn thì mình khóc chứ, mình khóc rất nhiều, nhưng mà khóc xong chứ thôi khóc đủ rồi, ngày mai làm việc. Thời gian gần đây á là em có tham gia một lớp học điện ảnh của cô Ca Thiêu Yên. Cô có một câu rất là hay, cô nói là nên cho mình một cái lý do để mình cố gắng, mình tin vào bản thân, mình cho mình một cái động lực mỗi ngày mình trải qua là vì cái gì, để cho mỗi khi mà mình buông ra những cái mà mình muốn đẩy năng lượng đó, nó sẽ mạnh gấp đôi. Chứ không phải là mỗi ngày trôi qua cứ để nó tới như thế nào nó tới. Thế thì đến sinh nhật lần thứ 3 thì sao? Lần thứ 3 vẫn còn, chứ lần thứ 3 thì vẫn tiếp tục là đi ăn. Và đúng cái quán Mén vẫn là một cái phần đùi gốc tư. Thì kiểu như là mình thấy như vậy là đủ với mình rồi. Tại vì chàng trai của mình không còn quá nhiều. Thì còn đơn giản cái ngày đó là hai người nắm tay nhau đi ăn món mình thích, uống một ly trà sữa full topping, rồi đi ra công viên ngồi ăn bánh tráng trộn, rồi ăn cho căng cái bụng xong đi về mai giảm cân. Đó, thì chỉ đơn giản như vậy thôi là em cảm thấy đủ với em. Mình đã không có mưu cầu gì nhiều hết. Dạ đúng rồi. Ngay cả một cái bông hoa mình muốn được tặng, nó cũng là một cái bông hoa mà ở đó không cần phải chăm sóc nhiều, nó vẫn có thể trường tồn. Thật sự cái bông hoa này mà lúc ổng tặng cho em á, em bị bất ngờ. Tại không nghĩ là ổng tặng cho mình một bông hồng mà sấy lạnh như vậy. Kiểu như là chắc nghĩ là anh nghĩ là tình yêu của tụi em nó sẽ còn mãi. Vậy thì tới lần sinh nhật thứ 4. Lần sinh nhật thứ 4 thì không còn cơ hội. Đón nó một mình.
không phải gọi là ăn một mình đâu. Em mua một cái bánh kem. Em lên với ảnh. Nhưng mà em không có đủ nhìn thấy ảnh. Và em nghĩ là ảnh nhìn thấy em. Em lên với ảnh, rồi em cũng đi về cái quán kia ăn. Em ăn một mình, em vẫn gọi một cái phần đùi gốc tư ra. Em cũng ăn, nhưng mà cái cảm xúc của em nó không có như lúc trước. Em đi trên đường về, em cũng ghé mua một ly trà sữa full topping. Em cũng ghé cái công viên mà hai đứa từng ngồi. Em ăn một bịch bánh tráng trộn. Cái thời điểm đó là em giống như em bị ăn mày quá khứ. Em lặp lại đúng những gì cách đó một năm. Không một người anh nói vào mặt em là mày đang ăn mày quá khứ, mày làm như vậy để được cái gì. Thì thời điểm đó em giận. Em giận tại vì người ta không có đứng ở vị trí của em. Em giận là tại vì họ chỉ nhìn trên cái họ nhìn thấy thôi. Họ không biết là mình, cái tâm lý, cái cảm xúc của mình thời điểm đó như thế nào. Người ta không tồn tại cùng với em nữa, là sinh ly hay là tử biệt. Tử biệt. Bạn ấy rời đi trước sinh nhật của em bao lâu? 7 tháng. Em không biết tại sao nhưng mà cho tới bây giờ em vẫn giữ một cái thói quen là sinh nhật của anh em cũng mua bánh kem lên. Đến bây giờ? Dạ. Những lúc như vậy thì em mở em chơi với ảnh vài tiếng rồi em về. Thật sự là sau cái việc mà anh ra đi như vậy em cũng thay đổi nhiều lắm. Tính cách của em cũng thay đổi. Cái suy nghĩ của em nó cũng thay đổi. Em biết trân trọng người thân bên cạnh em hơn. Em thấy người đàn ông này dạy cho em rất là nhiều thứ. Cho tới hiện tại mỗi khi mà em làm bất kỳ điều gì á, em đều nhớ ra ảnh. Em nói là ngày xưa ông chỉ mình vậy á, ông giống như ông lường trước được con lai vậy á chị. Ông nói chứ nhà nha, sau này á là tới cái phân đoạn đó là phải như vậy 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 đó nha. Nếu mà không có anh á thì em phải như vậy, em phải làm được nha. Em giống lường trước được tương lai thì đùng một ngày em được nhận cái vai đó. Xong rồi tự nhiên em ngồi giống như là ổng đang lẩn quẩn bên cạnh em. Ừ đúng đúng rồi á, kiểu như vậy đó vậy đó. Còn kiểu như em nuôi tâm lý em tốt hơn. Không có thể là em đang lừa mình, lừa người cũng có. Nhưng mà kiểu như em đang thấy em ổn. Sao em nghĩ là em ổn? Đối với em nha, hiện tại tình yêu nó không phải là tất cả. Em muốn em sống cho ước mơ của em hơn. Em sống em có trách nhiệm với gia đình em hơn. Em cũng đã thử mở lòng lắm đó. Trong 3 năm qua em thử mở lòng rồi. Người ta cũng nhắn tin, người ta cũng tâm sự với em, người ta xong cái em nghe. Kiểu người ta đã một khi người ta nhắn tin với mình là người ta đã có chủ ý là người ta muốn có ý gì với mình. Nhưng mà em nghe giống như là em giống như chị á, em đang nghe một câu chuyện xong nói vậy anh, em góp ý cho người ta. Tức là em cũng đã từng thử hẹn hò đúng không? Không, hẹn hò nó quá, kiểu như là em có thử mở lòng để nói chuyện. Nhưng mà nó chỉ dừng để nói chuyện thôi. Nó không có đi xa hơn được. Kiểu như chỉ tới đó, ok, tới đó là có thể là người ta không đúng với những gì mà mình mong đợi. Có thể là bản thân mình chưa thật sự thả lỏng để mình sẵn sàng. Và em nhận ra là dạo này mình tốt hơn rồi. Bởi vì mình bắt đầu hiểu ra, đam mê công việc hơn. Đúng rồi. Thật sự nếu mà dùng cái từ mà tốt hơn, nếu mà ai đó có hỏi em ổn không, em nói là không. Nhưng mà ổn hơn ngày hôm qua không thì có. Chị vừa lo mà chị cũng vừa có chúc mừng. Dạ. Chị sẽ nói về cái lo của chị trước ha. Dạ. Chị đã thực sự rất lo khi lần thứ hai chị gặp lại Kim Hoàng. Không, chị phải dùng từ hoảng hồn mới đúng. Đó là khi em mở cái vali ra thì chị chỉ thấy đúng 2 chữ ký ức của em thôi. Và khi mở cái hộp ký ức của em ra thì chị cũng chỉ thấy đúng cái ký ức về tình yêu của em thôi. Bất kể là cái ký ức tình yêu này nó được mang đến đây bằng nỗi đau thực sự hay là bằng một cái sự cố tình thì nó đều là sự hốt hoảng của chị hết. Một cái sự hốt hoảng nó đến từ một cái tình cảm đúng nghĩa mà chị dành cho em. Bởi vì nếu như đó là một cái sự mang đến đơn thuần thì em không ổn. Điều này không có nghĩa là em không được quyền đau buồn. Một cái nỗi đau quá lớn thì không thể nói rằng là chúng ta không được đau buồn. Và chị hiểu rằng có những người, người ta phải tốn rất nhiều năm để bước ra khỏi một cái nỗi đau, một cái sự mất mát đột ngột. Một cái mất mát mà nếu như khán giả đã từng biết về em thì hiểu rằng là nó rất là khủng khiếp. Việc mà các bạn ấy sẽ phải chia tay nhau trong một cái hoàn cảnh là các bạn ấy chuẩn bị một cái đám cưới rồi. Và cái tai nạn mà đến với Hải Đăng hả? Dạ.
là chồng sắp cưới của em thì nó cũng là một cái tai nạn đuối nước, thì dĩ nhiên là mọi người sẽ hình dung là một cái tai nạn mà không hề báo trước, và nó thực sự là một cái cú sốc rất là lớn dành cho cả em, là dành cho cả gia đình của Hải Đăng. Và vì Hải Đăng cũng là một diễn viên cho nên những cái chỉ trích của dư luận sau đó dành cho em nó cũng rất là khủng khiếp. Thì tất cả những cái điều đó nó rất khó vượt qua, cho nên nó sẽ rất là có lý nếu như nói rằng là em vẫn còn đau cho đến thời điểm hiện tại, và nó làm chị lo khi mà chị nhìn thấy ở đây vẫn là cái ký ức về cái tình yêu đó, và lần thứ hai ngồi nói chuyện với em vẫn là cái nỗi đau đó, thì thực sự là nó không ổn. Nhưng nếu như mình có phần ổn rồi nhưng mà mình vẫn mang cái nỗi đau đó đến đây thì nó sẽ lại không ổn theo một kiểu khác, khi cái sự nghiệp của em là cái sự nghiệp thuộc về công chúng, và điều này nó rất dễ làm cho em phải hứng chịu những cái định kiến của mọi người là em mang cái chất liệu này, em mang cái chất liệu kia, em sử dụng cái người này, em sử dụng cái người kia để làm một cái tấm lót cho cái việc mà mình tiến thân nghề nghiệp. Dĩ nhiên điều đó là nó thực sự ác trong cái việc gọi là dựng lên một cái câu chuyện đó cho em. Nhưng mà trong cái góc nhìn của cái người quan sát, người ta đủ lý do để người ta nói cái điều đó. Và nó sẽ rất là không may khi mà người ta nói như vậy thì em lại phải đối diện với những cái làn sóng dư luận, và có thể em lại phải nảy sinh ra tiếp những cái cơn trầm cảm mới khi mình phải chịu những cái điều tiếng như thế. Cho nên thực sự lúc ban nãy mở ra chị lo lắng thật sự. Thực ra cái chuyện em đến đây và em mang cái điều đó tới bằng lý do gì nó không quan trọng bằng cái này. Cái này là cái thực sự là em không ổn. Em không ổn trong một trạng thái là em đang rất muốn dẹp cái ký ức này vô, đúng không? Nhưng em không có làm được. Em cùng ngồi ở đây với chị, nếu thực sự em muốn nói về cái ký ức đó, nó là nỗi đau cũng được, nhưng mà nó vẫn đang vừa sức với em. Thực ra em đang không có muốn chấp nhận cái ký ức này nữa, nhưng bây giờ chèn cái gì vô, thêm cái gì vô để cho cái hiện tại của mình nó ổn đi. Chúng ta thường hay cứ phải ép bản thân mình là quên đi những cái trải nghiệm. Chúng ta chỉ làm được điều đó khi mà chúng ta gặp phải những cái chấn thương về não, về hồi hải mã, hoặc là những cái sự kiện gì đó mà nó làm mình bị tổn thương về mặt thể lý, hoặc là những cái sang chấn tâm lý mà nó rất là khủng khiếp. Bởi vì đơn giản thôi, mình bình thường thì tại sao mình phải quên? Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta hướng cái hành vi của chúng ta đến những cái trải nghiệm mới, và thực sự có những cái cam kết để hiểu rằng những cái gì nó đã qua thì mình phải để nó ở lại. Để nó ở lại có nghĩa là ghi nhận nó như một phần đời của mình. Và cái cách để mình cho nó ngủ yên ấy là cái việc mà trong cái trải nghiệm mỗi ngày nó phải là những cái chất liệu mà mình không lựa chọn nó nữa. Chỉ cần phải khẳng định lại là chị không trách em. Bởi vì như đã nói, mọi câu chuyện đều được đón nhận ở vali cảm xúc. Chị bất ngờ bởi vì chị em mình đã từng gặp nhau. Câu chuyện này chị là người may mắn được em lựa chọn để kể ở một nơi khác. Cảm xúc lúc đó nó mới hơn lúc này, vì câu chuyện lúc đó nó được kể lâu rồi, có nghĩa là câu chuyện lúc nỗi đau của em lúc đó nó mới lắm. Chị đã từng hy vọng rằng là em bước qua nỗi đau đó được rồi, nhưng đến hôm nay chị hiểu rằng là nỗi đau đó nó còn sâu hơn thời điểm trước đây, bởi vì em đã lựa chọn cái việc ôm ấp cái nỗi đau đó mỗi ngày cho đến thời điểm này. Thì một cái vết thương mà em không có để nó yên, em khơi khẩy nó mỗi ngày thì nó không thể nào mà kéo mài được, thậm chí nó không hoại tử là may. Và ví dụ như ngày hôm nay em tới đây, bên cạnh cái hộp ký ức đó, em có thể để vô đây thêm những cái áp lực về công việc, hoặc là lo lắng về một cái cuộc tình với một cái anh mới mà mình không biết người ta có thật lòng với mình hay không, hoặc là những cái căng thẳng về câu chuyện là diễn viên trẻ rồi mình thì bây giờ cũng không phải là già, nhưng mà chí ít là mình cũng là đàn anh đàn chị, nghĩa là em bắt đầu có những cái trăn trở mới trong cuộc sống, thì chị đỡ lo cho em một chút. Ngoài ký ức đó ra em không còn cái gì khác. Điều này cho thấy là mình quyết định mình ôm cái nỗi đau đó nó chặt quá, đến mức mình bỏ qua hết những cái trăn trở khác. Thì bây giờ cái cách là gì? Cái cách không phải là mình xóa cái này đi, mà cái cách ở đây là 24 giờ một ngày của mình chọn thêm cái chất liệu khác. Cái chất liệu mà nó phải thuộc về em cơ. Nó phải thuộc về những cái hoạt động của em, cái niềm vui của em. Sau này trong những câu chuyện với bạn bè, hãy nói về kim hoàng của hiện tại thôi. Sau này trong những cái show truyền hình khác mà mình được mời làm khách mời, hãy nói về công việc của hiện tại thôi. Đừng nhắc về cuộc tình đó nữa. Đó là cách để em chứng minh với mọi người rằng là hãy biết về tôi thôi. Lâu dần những cái thông tin trên internet, người ta search cái tên của em, người ta gõ cái tìm kiếm tên của em, thì chắc chắn nó sẽ được thay thế bằng những cái cụm từ mới.
nó không còn gắn với cái cụm từ đó là à cái cô diễn viên này là người yêu cũ của cái anh diễn viên kia, thì lúc đó mới là cái lúc mà mình thực sự ổn. Lúc đó là cái lúc mà người ta không có còn định kiến với em nữa. Chị mong chờ cái ngày đó cho em lắm. Sắp rồi. Muốn sắp thì mình phải hành động. Mà muốn hành động thì bây giờ cái hộp này nè, nó phải được chèn vô thêm nhiều những cái khác vô trong cái vali này. Dám thì thực hành nha. Phải xếp lại hành trang thôi. Một cái nỗi đau mà mình đã xoay trở với nó quá lâu rồi, cứ phải ở đó đối diện với cái ký ức mà mình biết là mình nâng niu nó, nhưng mà không biết phải làm sao. Cái điều gì đã khiến cho mình làm xong rồi, nhiều khi là mình cũng đó, đến giờ này vẫn đôi khi là cũng chưa có được hoàn thành. Dạ. Cái hành trình mà mình gói lại quá khứ, thì những cái khó khăn mà em phải đối diện á, trên cái hành trình mà mình thay đổi này, nó là những cái khó khăn nào bây giờ mình nhận diện lại để lần này mình phải chinh phục được nó? Cái khó khăn trước mắt của em nha, đó là công việc của chính em. Đó là nghề diễn viên. Rồi. Thật sự nó không chỉ đòi hỏi là cái sự đam mê, mà nó còn nhiều thứ hơn. Một là về năng lực. Đúng. Hai về là mối quan hệ. Ba là cái nhiệt huyết của mình nó có đủ để mình gắn kết với nghề hay không. Và thực ra cái giá trị lao động của nghề nghiệp á, dạ, nó không có đơn giản là một cái hợp đồng mà mọi người có thể thấy một ai đó mà họ dễ dàng ký với một cái giá trị cao, và chúng ta quy ra rằng là vậy thì làm cái nghề đấy ai cũng có thể dễ dàng có được những cái hợp đồng có giá trị tương đương như vậy. Nghề nào thì nó cũng sẽ có một cái yếu tố nó tên là thời vận. Dạ. Và thời vận đó nó không có áp dụng chung cho mọi cá nhân làm nghề. Gì thì gì cũng phải tin vào một cái chỉ số may mắn nhất định. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cái nghề đó sẽ là một cái nghề mà bạn bị đói kém nếu như bạn không rơi vào cái chỉ số may mắn đó. Đúng rồi. Nó vẫn cơ bản đảm bảo được một cái mức đủ sống. Nếu chúng ta thực sự yêu nghề và chúng ta là một cái người gọi là tiêu dùng thông minh và biết hài lòng với những cái mức sống căn bản, thì mình vẫn có thể sống một cách đủ đầy. Dạ. Với những cái sự thụ hưởng cơ bản của một cư dân đô thị cơ bản. Quan trọng là bạn hiểu đúng và bạn không có bị những cái theo kiểu là tôi chỉ thích một cái cuộc sống hưởng thụ và tôi trượt dài. Thì khi mà em hiểu như vậy á, thì em sẽ thoát khỏi những cái sự căng thẳng nhất định. Từ đó thì mình mới có thể an tâm theo nghề. Cái câu hỏi mà chị đặt ra là đấy, em có biết cái khó ở đâu hay không? Thì từ đó mình sẽ đi tìm cái giải pháp. Và việc mà mình nhìn ra cái giải pháp thì bắt đầu mình an định lại ở bên trong. Và khi em an định ở bên trong thì lúc đó là lúc mà mình hiểu rằng mình không có cần phải đi tìm kiếm lại một cái cảm giác dễ chịu nào đó để mình trốn ở trong đó. Đó, rồi đó là công việc đi. Rồi còn một cái cản trở nào khác, có một cái tên gọi khác nữa không mà mình đang phải đối diện? Cái cản trở thứ hai nó có hai từ là gia đình. Thật sự cái công việc của chính em là cứ như trong gia đình em không ai theo nghệ thuật cả. Đó. Thì chỉ có một mình thôi, giống như là mình lạc lòi á. Thì khi mà những cái vấn đề mình gặp trong công việc mình cũng không biết tâm sự. Mình nó tại vì nói ba mẹ không hiểu, mà nhiều khi ba mẹ còn lo hơn mình nữa. Có khi nào bị xúi bỏ nghề không? Rất nhiều chị ơi, nó thôi đi về đi con bán phở đi. À bán phở hả? Tại vì nhà em là bán quán cơm cho, nói chung nó gần cái giống mà chạm dừng chân của một số xe lớn vậy đó. Trời ơi. Đó, trời ơi bà chủ đó, thôi đi về làm bà chủ đi con. Về cưới chồng gần nhà đi, gần cha gần mẹ cũng được. Chưa kể cái vấn đề là ba mẹ bị tác động từ bên ngoài. Việc mà tại sao cho tới bây giờ chưa có bạn trai cũng là một cái vấn đề, cũng như là chồng cái gì, con tôi có chồng rồi nè đó. Con bà cũng có đi chứ sao vậy hả? Ủa sao con tôi mới cho tôi vài chục nè, bà có không? Là trời ơi, không biết hoài bữa nay thấy nó mặc cái, thấy nó đăng lên mặc cái đầm gì hở lắm á nha. Yeah. Cô nói đó, cái việc mà mọi người sống với nhau và mỗi ngày cái việc lặp đi lặp lại nó như nó có nhiêu đó thôi. Đúng rồi. Thì cái việc của mình nó giống như là một cái chủ đề, trời có chủ đề để nói rồi nè, thì nó xé xấu và nó truyền miệng từ ngày này qua người người khác, thì nó thành một cái vấn đề ba mẹ mình là người ở lại lãnh hậu quả. Mình là trung tâm của câu chuyện. Yeah. Nhưng mà cái người phải nghe sự đàm tiếu là phụ huynh. Dạ. Yeah. Rồi phụ huynh cũng không biết phải như thế nào cả. Phải trút vào đâu. Phụ huynh chỉ ôm một cái nỗi lo. Buồn. Mà phụ huynh lại không có hiểu hết về cái công việc của mình. Họ cũng chỉ có thể giải thích những cái dư luận đó theo cái góc nhìn của họ. Dạ. Và điều đó nó lại làm cho đôi khi cái sự thông hiểu giữa mình với ba mẹ nó có thể không có được cặn kẽ. Cũng là một cái vấn đề mà mình phải lên kế hoạch để giải quyết. Chị nghĩ điều này nó cũng giải quyết được.
Có điều là cũng cần thời gian nè, rồi nó cũng cần cái sự nỗ lực của em để làm cho ba mẹ cảm thấy thực sự yên tâm là con mình nó ổn, nó hạnh phúc, công việc của nó thực sự là an toàn. Còn câu chuyện duyên phận ở đời thì thôi, chuyện đó để đôi khi... Từ đi chị ơi. Một là từ từ nè, hai là đôi khi nó có những cái câu chuyện mà mình cũng không có tính được đến tận cùng. Mình chỉ có thể là vui tươi, đón nhận một cách thoải mái. Còn đến tận cùng thế nào thì chuyện đó hãy để cho tương lai trả lời. Thế thì bây giờ với hai nỗi lo đó nha, mà chị nghĩ cần giải quyết là hết 24 giờ. Đúng. Mà bây giờ muốn giải quyết thì nó đòi hỏi mình phải vận hành rất là nhiều những cái hoạt động và những cái cảm xúc khác. Thì điều đó có nghĩa là cái vali này phải đầy lên. Mà muốn đầy lên thì bây giờ mình phải hành động. Chị không tin là em chưa từng hành động. Yeah. Có điều là đôi khi mình mỏi mệt, giống như em nói đó, thực sự áp lực mà. Cái mình cũng buông lơi. Thôi thì bây giờ một lần nữa tìm đến đây như một cái sự tiếp sức đi ha. Rồi, và như đã nói, không có bất kỳ một cái câu chuyện nào xứng đáng bị định kiến cả. Mọi câu chuyện đều có lý do. Một lần nữa chúng ta cam kết với nhau rằng là em cần được tiếp sức và chị cùng với mọi người sẵn sàng. Và đây là lần cam kết để chúng ta biết rằng là hành trình mới đang đợi em. Mọi người ủng hộ em và em sẽ có những cái thực hành trong tương lai. Em sẽ thực hành điều gì? Để ở đây ký ức phải ở yên chỗ của nó. Thậm chí em có thể gói nó lại cũng được và mình lấp đầy cái khoảng trống còn lại đi bằng những thẻ chữ mới, bằng những màu mực mới. Em được tự do lựa chọn. Em có thể chọn nhiều màu mực, em chọn nhiều thẻ chữ với những kế hoạch khác. Em chọn màu hồng. Rồi, màu hồng, đúng rồi. Thêm nữa không? Màu xanh đi. Yes. Màu xanh hy vọng đi. Đồng ý luôn. Thêm nữa không? Đôi khi mình đã bỏ lỡ một khoảng thời gian á, thì mình có thể phải tích cực hơn trong thời gian tới. Nên nhiều hơn một chút cũng không sao. Dạ, cho một cam đi, cháy bỏng đi. Rồi. Okay, thì mình sẽ quyết định là mình lấy bao nhiêu thẻ chữ. Em lấy 3 đi. Rồi, mời em. Rồi. Em quyết định giữ lại cái thẻ chữ trên hộp không? Em nghĩ là tới thời điểm em cần gói nó vào một góc rồi. Rồi, mình xếp gọn nó lại. Và bây giờ thì những cái thẻ chữ khác em tiếp tục để vào trong hành trang của mình sẽ là cái gì nè? Những thẻ chữ mà mình nghĩ rằng là mình sẽ có những cảm xúc mới, những hành động mới cho mình, cho công việc, cho một ai đó. Mời em. Cái điều đầu tiên mà nó luôn ấp ủ trong lòng em, tôi sẽ trở thành một người diễn viên có năng lực và nổi tiếng. Yeah. Vậy thì mình sẽ ghi cái gì lên trên đó ta? Diễn viên làm việc chăm chỉ. Một cái. Yeah. Trong hành trang sắp tới của Kim Hoàng, chúng ta sẽ có một cô diễn viên làm việc chăm chỉ ở mảng điện ảnh. Dạ. Truyền hình. Sân khấu. Sân khấu. Chị sẽ hy vọng là những cái trạm dừng đó sẽ là những cái trạm dừng sắp tới mà chúng ta thấy có sự xuất hiện của Kim Hoàng. Dạ. Mình vẫn còn 2 thẻ chữ và vali này vẫn còn chỗ cho em lấp đầy. Thanh xuân của em còn rộng rãi lắm. Tiếp tục. Cái bên cạnh đó thì gia đình vẫn là cái chỗ dựa tinh thần tốt nhất. Đúng. Thì mình vẫn lựa chọn gia đình là sự ưu tiên. Em sẽ dành điều gì cho gia đình trong thời gian sắp tới? Muốn chia sẻ một xíu. Tại vì là ba em vừa trải qua 3 cuộc đại phẫu, gần như là thập tử nhất sinh. Thì cái việc mà em trân trọng gia đình em hơn trước đây nó là điều phải nhân đôi lên. Em trân trọng từng giây phút em được bên gia đình. Và em trân trọng những cái hy vọng ở gia đình em đối với em. Cho nên bây giờ em sẽ đặt mục tiêu gia đình em là quan trọng. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn sống cho cảm xúc của mình nha. Đúng. Mình sẽ biết chọn lọc nha. Có những cái sự kiện nó đến với mình mà mình dạ. được phản tỉnh đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ sẽ là cảm xúc gì để dành cho gia đình, dành cho bản thân đây? Yêu thương và trân trọng gia đình và bản thân. Dài quá đi nha. Yêu thương và trân trọng. Mình sẽ liệt kê một vài hành động cụ thể đi để mình hiện thực hóa cái cụm từ này. Những điều gì mà mình sẽ làm? Dẫn gia đình đi chơi du lịch một bữa thiệt là đã. Và chụp một bức hình kỷ niệm đầy đủ tất cả thành viên trong gia đình. Chắc chắn em sẽ thực hiện được.
Đúng vậy. Rồi. Dạ. Và còn một thẻ chữ cuối cùng. Hey. Rồi, vali sắp đầy rồi. Trời ơi, thấy chưa, bận rộn quá trời lên đây nè. Một cái điều mà mọi người rất mong đợi, em biết mọi người cũng đang đặt niềm tin ở em rất là nhiều, cũng như là những người yêu thương em luôn hy vọng ở em, đó chính là tình yêu. Wow. Em sẽ mở lòng ra, đón nhận và yêu. Em sẽ yêu và em sẽ gặp một người yêu em, chắc chắn là như vậy. Có hành động nào cụ thể không? Chứ giờ ai cũng nói tôi mở lòng rồi đó, nhưng mà mở bây giờ sao? Thôi tận dụng chương trình thôi, thấy ai thấy em được đó, đó. Thực ra là vậy nè, em như vậy là bởi vì đơn giản thôi, có thể rung cảm của mình nó chưa có đủ lớn. Đúng rồi. Tình yêu là thứ mà không gian dối gì được đâu. Khi các bạn mà cảm thấy có đủ cái sức hút thì các bạn tự khắc các bạn sẽ có những cái hành động quan tâm dành cho nhau dồn dập và nó rất là tự nhiên. Đúng rồi. Thế thì quan trọng là tùy duyên, cho nên chỉ cần một cái cam kết ở trong đó thôi. Đón nhận. Hay, cái này hay nè chị, đúng. Dám đón nhận. Đúng rồi. Dám nha. Nhấn mạnh luôn. Nhấn mạnh luôn đó. Trời ơi. Rồi. Màu xanh luôn nha mọi người. Trời ơi, màu xanh hy vọng. Trời ơi, quá tuyệt vời. Dễ thương. Rồi. Đây rồi. Đúng rồi, đây rồi. Đây rồi, đi rồi. Đó. Đặc biệt là cái chiếc gối giúp em ngủ ngon. Nó không còn hờ hững ở bên ngoài nữa. Nó đã nằm ở trong vali rồi. Nó trở thành một cái hành trang cố định ở bên trong. Để em yên tâm rằng nó không phải là cái món mà em cảm thấy là mình lúc nào cũng có thể vạ vật được. Nó khoa học hơn rồi. Vậy thì bây giờ mình đã xong cái phần này rồi, gọn gàng rồi. Và em thấy không, đâu cần xóa ký ức làm gì. Mình can đảm với nó, mình trân quý nó. Chị vẫn có một niềm tin vào một cô bé Kim Hoàng, trọng tình nghĩa, tin vào bản thân và dám đối diện với những cái điều mà mình biết là nó quan trọng với mình. Hy vọng là em có thể hoàn thiện được hết những cái hạng mục ở trong cái vali này. Rồi lại đến một cái chặng kế tiếp, chúng ta lại phải ngồi lại, sắp xếp lại. Rồi đến một chặng kế tiếp nữa, cái hành trang này mình sẽ phải xếp lại trên nhiều chặng của cuộc đời mà. Tại vì ai rồi cũng phải trưởng thành trong từng chặng, từng chặng. Chị chỉ hy vọng là mỗi một lần xếp lại vali là một lần mình hạnh phúc, một lần mình trưởng thành. Dạ, cảm ơn chị. Có lúc là đôi khi cái vali này mình phải xếp vô đây một cái bình sữa nữa nè. Em nghĩ cũng nên đó. Đúng không? Cũng vậy. À, trước khi bình nhưng sữa mà trước là... khi vậy là cái này mới thực hiện được đã. Đúng rồi, trước khi có cái bình sữa là đôi khi xếp vô đây một cái váy cưới nè. Đúng vậy. Kiểu như vậy. Một chiếc nhẫn. Đúng rồi. Rồi sau đó là đôi khi là xếp vô đây một cái passport, không chừng visa đi du lịch. Nói chung nhiều lắm. Và bây giờ mình phải đóng lại để mình đi tiếp thôi. Rồi, rời khỏi cái không gian của vali cảm xúc thì bây giờ đi đâu đây? Dạ đi về chứ. Đi về. Sáng giờ đi quay cũng ẻ oải lắm rồi. Rồi, tự tin chưa? Dạ, tự tin. Tự tin. Từ đây trở đi thì chúng ta sẽ gặp một Kim Hoàng, là Kim Hoàng. Bận rộn, yêu đời, yêu sự nghiệp của mình và yêu gia đình của mình. Dạ. Rồi, tạm biệt em. Chúc một hành trình mới bình an, nhiều nụ cười. Cảm ơn chị. Em về nghe. Bye bye. Nhẹ nhàng hơn nhiều mặc dù đã rất là đầy. Sacos, hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta mỗi người sẽ trải qua những cái trải nghiệm khác nhau. Niềm vui có, nỗi buồn có, nỗi đau cũng có. Có những nỗi đau đôi khi chúng ta chỉ cần vài cơn trở gió thôi là chúng ta có thể xoa dịu được rồi. Nhưng mà có những cái nỗi đau thì chúng ta phải ở trong đó rất lâu. Chúng ta không thể nào dùng cái nhìn chủ quan của mình để có thể phán xét người khác. Chỉ khi nào chúng ta là người trong cuộc thì chúng ta mới biết được rằng nỗi đau đó sâu bao nhiêu và đau đến mức độ nào. Và chúng tôi luôn tin rằng khao khát được sống, khao khát được thay đổi, khao khát được hạnh phúc là những khao khát luôn có thật. Và họ luôn rất cần được tiếp xúc, được cảm thông để có thể đi tiếp về phía trước với Kim Hoàng hoặc là với rất nhiều những người khác đi chăng nữa. Thì hành trình này vẫn còn ở phía trước mà. Và chúng tôi tin rằng
khao khát đó là một cái khao khát mà ở đó các bạn ấy vẫn luôn đang cố gắng hiện thực hóa nó từng ngày. Và chúng tôi cũng rất là mong mỗi khán giả của Vali Cảm Xúc sẽ tìm thấy bản thân của mình trong những câu chuyện được kể ở đây, hoặc chí ít cũng cảm thấy, cũng tìm được một cái chất liệu nào đó để vững tin rằng nếu chẳng may mình có một cái sự vụ khó khăn nào đấy thì những câu chuyện được kể ở đây sẽ là những cái chất liệu để làm cho mình được yên tâm hơn rằng cuộc sống này luôn luôn cho bạn một cái lối thoát, luôn luôn cho bạn một cái cửa ngõ để bạn có thể lách qua những cái khó khăn, lách qua những cái trở ngại để có thể đi qua nó và tiến về phía trước một cách bình an. Song song đó thì nếu như có thể thì chiếc ghế này luôn là chiếc ghế chào đón một cách sẵn sàng tâm tư của quý vị khán giả đến với không gian của Vali Cảm Xúc vào mỗi tuần. Chương trình Vali Cảm Xúc được phát sóng định kỳ hàng tuần vào lúc 19:30 trên kênh HTV7. Chương trình do công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Vali ba lô túi sách cao cấp Sacos. Chương trình được bảo trợ thông tin bởi trang thông tin điện tử showbiz.vn. Em muốn khi mọi người nhớ tới em á, là em là Kim Hoàng, là diễn viên Kim Hoàng, chứ không phải là em của quá khứ nữa. Cho nên em hy vọng mọi người cho em cơ hội và cũng như là tin ở em. Em sẽ làm tốt những việc trong tương lai. Chúng ta lại phải ngồi lại, sắp xếp lại. Rồi đến một chặng kế tiếp nữa. Cái hành trang này mình sẽ phải xếp lại trên nhiều chặng của cuộc đời mà. Tại vì ai rồi cũng phải trưởng thành trong từng chặng. Chị chỉ hy vọng là mỗi một lần xếp lại vali là một lần mình hạnh phúc.